Rồi em Dư chào cả nhà ngày thứ bảy cuối tuần nhiều năng lượng và niềm vui. Hôm nay em Dư sẽ có tổng cộng là 8 sản phẩm, trong đó có một chiếc cơ thực sự rất là sang. Và anh em nào mà mình đang tìm một con cơ mà lộ máy mà cái hiệu lớn nha, thì hôm nay em Dư có một chiếc là cực kỳ là xịn cho cả nhà mình săn luôn. Bây giờ là 11 giờ kém 10 nè. Có cốc tay đầy đủ nha anh em ơi. Ở đây là thương hiệu Bulova, một cái thương hiệu của Mỹ. Và ngày xưa là nó sử dụng máy của Thụy Sĩ. Tại vì khi đó thì các cái tập đoàn của Nhật chưa có mạnh về cái mảng đồng hồ. Vì vậy mà không riêng gì Bulova, rất là nhiều các cái hãng khác họ hợp tác với bên Thụy Sĩ. Nhưng mà hiện tại thì Bulova đã được tập đoàn Citizen mua lại rồi. Cho nên tất cả các sản phẩm của Bulova hiện tại đều sử dụng máy Citizen hết. Chỉ trừ cái dòng Accutron thì nó phân phối cho thị trường châu Âu. Cho nên nó vẫn giữ lại là sử dụng máy Thụy Sĩ. Và chiếc Bulova này là theo một cái phong cách rất là hiện đại. Và nhìn nó rất là mạnh mẽ. Nhìn nó mà mình gọi là thu hút ngay. Một cái form không những lộ máy hết toàn bộ các cái chi tiết trên mặt trước mà ngay cả cái mặt sau nó cũng có hở đáy như vậy. Miyota da băng thì chiếc này sử dụng máy Miyota nè. Máy này thì bèo bền bèo trâu bò cho mấy anh em rồi. 21 chân kính, độ mới cũng rất là cao. Núm zin nè, núm zin của nó có khắc cái logo cái cây đinh ba của hãng và nó có những cái đường khía giúp cho mình lên cốc tay rất là dễ dàng khi mà sử dụng. Còn về thiết kế cái mặt của nó thì ở cái vòng tròn đầu tiên ở đây nó có những cái gọi là những cái vân đánh rất là đẹp và đều nè anh em, sáng lắm. Toàn bộ kim và cọc số đều được mạ màu vàng, viền vàng, dây đờ mi vàng. Và theo như em Dư nhận thấy thì tất cả những cái mẫu đồng hồ mà cứ màu đờ mi như vậy thì nó rất là sang và nó phù hợp với rất là nhiều lứa tuổi. Ví dụ như nếu như mà màu vàng hết nguyên con á thì nó hơi già, nhưng mà những cái màu đờ mi như vậy thì tuổi nào cũng có thể đeo được. Mấy anh công sở nè, rồi trung niên, rồi những cái người mà mình không có thích mà vàng nguyên con đó. Thì những cái chiếc đời mi vừa vàng vừa trắng như vậy cực kỳ là đẹp và sang trọng luôn. Chiếc cơ này thì trong hãng bán cũng khá là cao. Em Dư may mắn săn được một chiếc, tình trạng nó mới 98%, full box, bao chính hãng cho mấy anh em luôn nha. Và con này mã 81, giá là 5.250.000. Size của con này là size 42, chưa tính núm, còn size dọc của nó sẽ là 49. Như vậy rất là dễ đeo, gần như là phù hợp với hầu hết tất cả cổ tay của người Việt Nam chúng ta. Dây cũng còn rất là dài và vẫn còn mắc thừa ở phía bên ngoài nha anh em. Thành ra là mình cứ yên tâm. Độ dài dây của con này nó sẽ rơi vào cỡ tầm là 18.5, chưa kể một cái mắc thừa ở ngoài nữa thì có thể lên tới 19.5. Rất là sang trọng và đẹp luôn nha. Những cái mẫu này rất là ít khi có hàng si, bởi vì đây là những cái mẫu hiện đại, và mình chỉ có thể săn được ở những cái cửa hàng mà store lớn ấy. Thì mình sẽ thấy những cái mẫu này đang bán giá rất là cao, hình như 10 mấy triệu. Nguyên hộp nè, nguyên hộp zin của em nó nè, rất là xịn luôn. Có sổ và có mắt thừa đầy đủ cho mấy anh em mình nha. Mình mua tặng sếp rồi này kia vẫn được luôn á, bởi vì con này độ mới rất là cao nè. Cực kỳ tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là hai chiếc Casio. Về thiết kế thì nó khác nhau một chút, nhưng mà cả hai đều sử dụng một cái dòng máy, đó là máy B721. Đây là một dòng máy solar,
Đây, cái mẻ máy có ghi ở phía sau nè anh em ơi. Đây, B721. Đây là một cái dòng máy solar quay xếp to và nó có lịch vạn niên nha anh em ơi. Đây là một tính năng rất là tuyệt vời khi mà những anh em mà mình gọi là mình lười chỉnh ngày, hoặc là những người lớn tuổi á, có những chiếc đồng hồ có lịch nhưng mà để chỉnh thì mình phải rút ra một nấc, thì đôi khi các chú lớn tuổi, những người phụ huynh họ không có biết làm cái điều đó. Thì những cái chiếc này nó khắc phục được cái nhược điểm kia. Pin khỏe nè, dễ quang sáng nè. Riêng cái chiếc này nó lại có đèn nữa nè, thấy không? Đèn rất là sáng để mình xem giờ ban đêm. Ví dụ như mấy anh em mình đi làm vào ban đêm, hoặc là mình đi làm công việc shipper, thay vì cứ mình chạy xe ban đêm, mình cứ rút điện thoại ra mình xem giờ, thì ở đây mình đã có sẵn cái nút đèn đây. Mình có thể ấn vào, hoặc là nó có kể cái tính năng auto line đó nha anh em ơi. Đây. Để kích hoạt tính năng auto line thì anh em ấn cái nút 4 giờ một lần, rồi sau đó mình giữ nguyên nút 2 giờ cỡ chừng 5 giây cho đến khi nó kêu một tiếng tiếp. Thì bây giờ là mình để kích hoạt được cái tính năng đó. Đó, thấy không? Nó tự sáng đèn nè. Đây là một tính năng rất là hay. Ví dụ như là ban đêm mình đi làm bảo vệ, hoặc là mình làm những cái công việc mà ban đêm mình chạy xe, hoặc là thậm chí là mình ngủ ban đêm, mình ngủ mình đeo những cái chiếc này, nhiều khi là mình chỉ cần giơ cái tay lên là nó đã sáng rồi. Em Dư cũng đang xài một chiếc giống như vậy, để ban đêm mình tiện xem giờ. Ngoài ra nó còn có cả báo thức nữa, rất là tuyệt vời luôn. Có thể nói những cái dòng Casio như vậy nè, nó gọi là những cái dòng đồng hồ dành cho đi cày đó nè. Thật sự là dành cho mấy anh em đi cày. Kháng nước tốt nè, có dạ quang nè, có đèn nền nè, rồi sao pin khỏe, pin solar, lại còn lịch vạn niên. Gần như là tất tần tật những cái tính năng gọi là tiện lợi, xem giờ cũng dễ, xem ngày rồi cũng ngon lành. Thế thì chỉ với 680k thôi, chúng ta đã sở hữu được một cái con đồng hồ chuyên cho mấy anh em đi cày, và mình tặng cho con cháu của mình để nó đi làm việc cũng rất là ok. Nếu như anh em thích cái dạng này thì mình chốt mã 82 hoặc là Casio 2 đèn. Còn nếu mà mấy anh em thích cái dạng mà cái bộ cọc số mà nó to, mà nó có cả số học trò và nó đẹp như vậy á, thì mã 4083. Đây là con Casio dòng Overland. Con này cách chỉnh giờ cũng y như chiếc kia và pin cũng rất là khỏe. Em Dư đã chỉnh lịch vạn niên rồi, mình về chỉ có xài thôi. Chỉ là con này thì nó không có đèn. Con này dây rất là dài nha. Rồi hai con đồng giá luôn, 680k thôi. Tiếp theo là em Dư lên một cái con đồng hồ dáng tăng. Rất là nhiều anh thích những cái form này. Và cái chiếc này thực sự hơi bị hiếm nha. Anh em thấy cái form của nó đã không? Cực đỉnh luôn. Một chiếc đồng hồ mà dáng tăng mà cái form của nó cực kỳ là đẹp, và thiết kế bộ kim lung xanh nè. Kim rốn là cây kim dây, hình cây thiền trượng, và kim giờ kim phút được nung xanh trên cái nền trắng. Đây là một cái thiết kế được rất là nhiều anh em chơi đồng hồ săn đón, bởi vì cái nét sang, thanh lịch, cũng như là nó rất là dễ để xem giờ, một cái cách phối màu mà mình thường thấy ở các dòng đồng hồ Thụy Sĩ và phân khúc tầm cao. Nó hay phân phối, nó hay cái phối màu như vậy. Chiếc này là form đẹp rồi nha. Núm là núm logo hãng chữ G, viết tắt của từ GES, GC. Anh em nhìn coi cái dây nè. Cái dây thép đúc của nó, mà anh em thấy cái mắt nó bự ghê không? Cái mắt này nha, với cái size này, với cái size nhỏ như vậy mà cái dây nó to như vậy, mà cái kiểu dây của nó cũng là một cái kiểu dây cực kỳ là xịn luôn. Mình chỉ có thể tìm thấy ở những cái phân khúc tầm cao thì nó mới có các cái những cái chi tiết mà nó cao cấp và nó xịn như thế này thôi.
Dày đúc dày cái mắt đúc nó to to như mấy cái đồng hồ mà size 44 45 luôn đó nè. Về mặt thì rất là đẹp, thanh lịch. Những cái form như vậy thì lên tay rất là dễ nha. Để cho cực kỳ ngầu luôn. Kính không tì vết, rất là sáng. Chiếc này sẽ phù hợp cho mấy anh em tay vừa vừa. Bởi vì cái size ngang của nó mặc dù nó chỉ có 28 thôi nha, 27.8, nhưng mà size dọc của nó sẽ rơi vào khoảng là 40.5. Vậy là con này sao em đeo em thấy có cảm giác giống như đã ăn gian size vậy ta. Chắc là do cái cạnh của nó, nó không có cái, nó thẳng nè, nó không có cái độ ôm. Nhưng mà với cái size dọc là 40.5 thì rõ ràng là rất là dễ đeo. Và con này với cái size như vậy thì khả năng cái em ước lượng nha, size của chiếc này nó sẽ rơi vào cỡ là 37.8 cho tới 38.5. Em nghe nói cái cách đo mà đồng hồ mà size vuông á, là mình đo chéo như vậy nè, đo chéo hai cạnh sườn ở cái góc cao. Như vậy là con này cỡ 37.5 nha anh em ơi. Rồi một con Guess GC, zin nguyên chiếc, thép đúc nguyên con, dán tăng cực kỳ là thanh lịch và rất là dễ đeo cho mấy anh. Con này chỉ có 880k thôi nha, mẹ 84. Con này chắc chắn nhiều anh em hỏi lắm nè. Tiếp theo là một con for sale, cũng là 880k, một cái form khá là to. Đây, ba cốt 6 kim 1 lịch. Và cây kim già này nó sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính nha anh em. Còn cây kim nhỏ gấp 6 giờ này nó sẽ là cây kim của bộ thể thao. Bên đây sẽ là kim phúc của bộ thể thao. Còn bên đây sẽ là kim 24 tiếng có lịch. Mặt trắng, các vòng tròn đen, cọc số đen, viền đen, núm đen, dây đề mi. Đây cũng là một cái sợi dây thép đúc, cũng khá là đẹp và độ dài dây rơi vào cỡ là 19. Size con này sẽ là cỡ 49.6 nha anh em, chưa tính núm. Rồi size dọc của con này nó sẽ là 57. Rồi 57 đi. Một con đồng hồ for sale, một cái hãng khá là lớn của Mỹ. Và chiếc này mọi tính năng ok hết nha, chỉ có 880k thôi. Giá rất là tốt cho một con đồng hồ for sale mà 6 kim 1 lịch như vậy. Rồi em qua mẹ tiếp theo là một con đồng hồ Wired. Đây là một cái thương hiệu con của Seiko. Và cái form này thì rất là được anh em săn đón, bởi vì thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Về cái kính của con này là cực kỳ dày nha. Anh em lưu ý nha, có rất là nhiều anh em rất là thích kính selfie. Khi mà anh em hỏi chiếc này kính kính gì đó, hay là chiếc này có phải kính selfie hay không á, thực ra nếu như mấy anh em mà chơi đồng hồ si á thì sẽ nhận ra rằng là rất là ít khi mà gặp những cái đồng hồ mà kính selfie. Và những cái kính selfie ở trên thị trường, những cái anh chàng mà hay bán những cái đồng hồ mà ngâm nước rồi là lấy cưa rồi khoan rồi kè này nọ chỉ có 200-300 nghìn thôi. Nhưng mà cái kính đó em không biết có phải là selfie thật hay không, hay là nó chỉ là chén selfie, thì em chưa mua nên em cũng không biết. Nhưng mà một cái kính hãng, một cái kính zin của hãng nè, nó cực kỳ là dày và nó cực kỳ là chất lượng nha. Cái này là tại vì có những cái đồng hồ mà bị mẻ kính hay là bị bể kính á, em ra thợ thay kính thì thợ mới nói luôn thì em mới biết.
đó là những cái kính của hãng đó, nó làm cái độ dày và cái hàm lượng kính ở trong cái của cái tấm kính đó, nó rất là dày, nó rất là cứng kép mà nó xịn lắm. À, chứ không phải là những cái kính mà linh kiện ở ngoài độ mỏng thì nó mỏng hơn, nó không có được chắc chắn hơn, mà nhìn nó không có được cứng kép như là kính hãng đâu. Thành ra là với lại á, hầu hết em thấy hầu hết là kính cứng. Nếu mà kính selfie thì em sẽ báo nha. Nhưng mà con này là kính cứng và cái độ dày của nó đã không? Con này thì dây da, nó là phiên bản dây da nhưng mà dây cũ của nó đã bị gãy rồi. Cho nên là em Dư đã thay thế cho mình một cái sợi dây cá sấu màu xanh, trùng màu với lại cái màu mặt của đồng hồ. Bên cạnh đó thì đây, cái khó của thằng hãng này thì nó lại không có dập hiệu. Khó thiết đúc luôn nha anh em ơi, nó rất là đẹp. Con này là kim chrono của nó trôi luôn nè. Còn cây kim nhỏ đây góc 6 giờ nó sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính, có lịch ở góc 3 giờ tiện lợi. Một cái thiết kế và một cái form mà thực sự lên tay rất là chất. Ngoài ra cái núm góc 8, 9 giờ này là để mình xây cái vòng bên trên ở bên trong nữa nè anh em ơi. Đó, hay không? Rất là nhiều các cái chi tiết xịn trên một con đồng hồ này nha. Và giá của nó chỉ có 1.380.000 thôi. Size của em này sẽ là 42.5. Size dọc của nó sẽ là 47. Như vậy là cũng khá là dễ đeo cho mấy anh em. Đấy. Đó. Lên tay là thấy sang, thấy rõ luôn. Một con Wired 6 kim 1 lịch, bộ kim và cọc số là bằng thép, bắt sáng cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 1.380.000. Rồi tiếp theo sẽ là một cái thương hiệu Geneva. Và anh em nhìn cái form nó giống form của anh chàng LV đó, một cái thương hiệu cực kỳ xa xỉ, Louis Vuitton. Mấy anh em Việt Nam mình hay đọc là luôn vui tươi. Và con này là nó thiết kế kiểu kính tràng viên nè. Bộ cọc số là bằng số học trò, nó phối với lại cái cọc vạch, rất là dễ xem giờ. Và con này cái mặt của nó sẽ là màu huyết nha anh em ơi. Cái màu của con này nó hơi khó nhìn. Ở ngoài thực tế thì mình sẽ dễ nhận ra cái màu của nó hơn, bởi vì cái kính của nó có phủ một cái lớp chống lóa đó. Nhưng mà đây nè, ở cái góc nhìn này, ở cái góc nghiêng này anh em sẽ thấy cái sắc đỏ của nó nè, cực kỳ đẹp. Đây là một màu đỏ và gọi là màu đỏ rượu vang. Ở cái góc nhìn này anh em có thể quan sát rõ được cái màu sắc đỏ trên cái mặt rồi nha, rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó chiếc này em Dư cũng đã thay cho mấy anh em mình một sợi dây cá sấu màu đỏ nâu, phù hợp với lại cái màu mặt của đồng hồ, khó zin. Thiết kế là cũng sao, 3 cốt 6 kim 1 lịch dạ quang sáng. Một cái form lên tay cực kỳ là sang luôn, bởi vì nó là thiết kế theo dạng kính tràng viên, cho nên là lên tay nhìn nó giống, nó là size cỡ 38.5 nhưng mà lên tay thì nó giống như size cỡ 41 vậy anh em. Một cái thiết kế rất là đắt tiền và xa xỉ của một cái hãng lớn thì chắc chắn là nó phải có cái gì đó khác biệt rồi. Cực kỳ là đẹp và sang luôn nha. Con này thì càng cô cùng ngắn. Càng của nó chỉ có 45 thôi. Còn size của chiếc này nó sẽ rơi vào là 38.8. Tay nào cũng có thể mang được. Anh em nào mà mình đang thiếu một chiếc đồng hồ mặt huyết mà đẹp và sang thì chiếc này rất là phù hợp. Rồi cuối cùng sẽ là một em test note mới 100%. Anh em lưu ý là con này là hàng new luôn, đầy đủ tem, tag, giá. Và đây nè, vẫn còn niêm phong siêu ni lông, phù hợp cho mấy anh em mình có thể mua tặng sếp, tặng bạn bè, đồng nghiệp, quà sinh nhật, tặng chồng, tặng phụ huynh.
vân vân, rất là nhiều các cái tiêu chí khi mà mình mua một cái con đồng hồ mà nó mới 100% như vậy. Thay vì mình vào thế giới di động thì mình mua những cái chiếc sản phẩm tương tự như vậy cũng phải 3-4 triệu, thì ở đây em dư chỉ có 1.450.000, mình tiết kiệm được gần như tới 50% luôn, nhưng mà vẫn đáp ứng được những cái tiêu chí rất là ngon. Em lấy ví dụ như là nhìn xoay, có lực, dễ xem giờ nè, bộ kim và cọc số bắt sáng và dạ quang cũng rất là đẹp. Dây thì thép đúc nguyên chiếc luôn, còn nguyên cái siêu nè. Nói chung hàng mới 100% thì cũng không có gì để em giới thiệu nhiều. Anh em chỉ việc quan sát và cảm thấy mình phù hợp cho cái dịp nào, dịp tặng quà hay là mình mua mình xài, thì mình thấy cái form này thì mình thích thì mình sẽ alo với em Dư thôi. Cái niền của nó sẽ gồm hai màu, một nửa màu xanh, một nửa màu đỏ, cho nên cái dòng này nó gọi là Pepsi. Size con này sẽ là 42.5, size dọc là 51. Con này với cái kích thước nào đó thì sẽ phù hợp với mấy anh tay cỡ chừng 15.8 trở lên nha, hoặc là 16 đi. Vừa chỉa chung mà cũng vừa là gọi là gì, nói chung là mấy anh đi làm công sở nè, hay là mấy anh làm các cái công việc như là văn phòng vân vân, thì những cái form như này mình phối đồ cũng rất là dễ, tặng cho phụ huynh cũng rất là ý nghĩa, bởi vì những người lớn tuổi thì họ cần cái sự đơn giản, dễ xem giờ, xem ngày. Mấy cái con này thì thép đúc nguyên chiếc thì dùng biết bao giờ mới hư. Rồi ok nha. Test nốt. Cái con test nốt này nó cũng giống như Bulova nè anh em. Có nghĩa là ngày xưa nó sử dụng máy thụy sĩ, thế còn hiện tại là sử dụng máy nhật hết. Rồi một em test nốt mới 100% full box, và con này giá của nó sẽ là 1.450.000. Hôm nay em có tổng cộng là 8 sản phẩm, anh em ưng chiếc nào thì nhắn cho em nha.